Này, đây là ai đấy? Giới thiệu với ông, đây là Linh, bạn gái mới của tôi. Giới thiệu với Linh, đây là Thắng, bạn thân cùng phòng trọ anh. Em chào anh ạ. Thảo nào, tôi thấy hai người thân thiết như thế, hóa ra là bạn gái à? Ông khéo chọn bạn gái thật đấy, vừa ngoan ngoãn lại còn xinh đẹp. Em cảm ơn anh. Đang làm gì đó Linh ơi? Ta đang ngồi với bạn thân của anh Hoàng. Thế à, hay đấy. Hay là mày thử chơi trò này, thử xem anh Hoàng nhà mày với ông bạn thân nói gì về mày. Đàn ông mà ngồi với nhau ấy là hay nói thật lắm đấy. Thử bằng cách nào? Hai anh ơi, em xin phép em đi vệ sinh một lát, hai anh cứ ngồi nói chuyện nhé. Ok, không sao đâu. Này, mới kiếm được em này ở đâu ấy? Xinh xắn thế. Này, ở đâu ra đấy? Em thấy anh Thắng bạn anh ấy, anh ấy vui tính nhở? Thì bạn thân anh mà. Nhưng mà này, anh không thích em khen người đàn ông khác trước mặt anh đâu đấy. Sao thế? Anh ghen à? Chả ghen hay sao? Anh Hoàng, bạn thân của em gái này, em gái anh chưa khỏe à? Đây này, anh cần cái chỗ này nó cần phải chi tiết hơn một chút. Vâng. Đấy. Đây, chỗ này ok rồi. Anh Hoàng! Sao? Em gái anh đang phẫu thuật ở quê, cần 200 triệu á? Vâng, Hoàng đang rất là nguy kịch. Bác gái bảo em lên gặp anh xem anh xoay sở thế nào. Tại sao chuyện nguy cấp như vậy mà mày anh không nói cho anh nhở? Bác gái biết anh mới đi làm, sợ anh không có tiền lại lo lắng, nhưng bác cũng hết cách rồi. Thôi được rồi, em về đi. Anh sẽ chạy vậy bạn anh xem sao. 200 triệu kiếm đâu bây giờ? Chắc anh phải bảo mẹ anh bán nhà ở quê thôi. Thế em về đây ạ. Em chào anh. Anh Hoàng này, nếu mà anh không ngại thì anh có thể mượn tạm tiền của em. Không được. Anh có thể vay bạn bè của anh sẽ không vay em đâu. Thà em để anh cầm tạm số tiền của em còn hơn là phải nhìn thấy cảnh anh chạy vẫy đi vay bạn bè. Nhưng mà anh, tính mạng và sức khỏe của em gái anh mới là quan trọng nhất. Cảm ơn em. Anh hứa anh sẽ không phụ lòng của em đâu. Em lên công ty đi. Anh nói chuyện với cô ấy một chút. Không có chuyện gì đâu, đừng lo. Kiếm được em này ở đâu ấy? Xinh xắn thế. Này, ở đâu ra đấy? Con giám đốc, tiểu thư nhà giàu. Xinh nhưng mà hình. Này, thì có chốt là phương án cuối cùng để cưới không đấy? Cũng chưa biết được. Nhưng nói chung đây là tốt nhất, giàu nhất rồi. Nếu mà tìm được mối nào ngon hơn ấy, đương nhiên là tao sẽ đá đi rồi. Mày đúng là sát thủ tán gái đấy. Tán em nào đổ em đấy. Lót dép học luôn. Tán gái mà, nó phải có bài chứ. Đâu phải em nào như em nào đâu, đúng không? Nhưng mà là sao? Mày nói rõ tao hiểu xem nào. Thì ví dụ nhá, một đứa ấy mà nó xinh nhưng mà nó nghèo, thì mày cứ dẫn nó đi ăn bình thường thôi. Kể cả ăn ngoài vỉa hè nó cũng thích, mày hiểu không? Còn ví dụ nhá, con này nó xấu nhưng mà nó giàu, thì mày cứ nịnh nó, nịnh nhiều vào, nó dâng hiến hết cho mày. Vậy còn cái kiểu mà tiểu thư nhà giàu mà lại còn xinh đẹp thì sao? Kiểu đấy á, xinh ấy thì nó có nhan sắc rồi, rất nhiều tiền đúng không? Thì bây giờ ấy, mình phải tỏ ra mình là một người hiểu biết nhiều. Mình cứ chém gió loạn xạ lên, tỏ ra mình là một người thông minh, nó sẽ thấy mình cuốn hút, hiểu không? Ôi, đúng gọi là đỉnh cao tán gái rồi đấy. Sư phụ luôn. Tôi với cô đã kết thúc rồi. Cô đến đây làm gì? Anh Hoàng, chuyện của mình không thể kết thúc nhanh như thế được. Mình yêu nhau 5 năm, em không tiếc anh cái gì cả. Đó là chuyện quá khứ rồi. Hiện tại không thể thay đổi được đâu. Tình cảm không phải thứ để ép buộc. Anh vì cô ta à? Anh bảo anh chỉ lợi dụng để lấy tiền cô ta, rồi bỏ cô ta cưới tôi cơ mà. Ừ. Vì cô ta giàu hơn cô rất nhiều. Cô ta hơn cô đủ mọi thứ đấy. Tôi nghèo thật, nhưng tôi đã hy sinh việc học hành để lo cho anh ăn học 5 năm trời. Nhưng mà anh đáp lại tôi như thế à? Thì cô nghĩ tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh cô à? Nói thật nhá, tôi cảm thấy xấu hổ khi ở cạnh cô đấy. Còn cô thì sao? Có một người bạn trai vừa đẹp trai vừa giỏi giang như tôi, không phải cô đã hãnh diện trong 5 năm à? Coi như cái số tiền đấy là số tiền trả cho tuổi thanh xuân của tôi đi. Tôi nhắc lại một lần này nhá, cô mà còn theo bám tôi ấy, đừng có trách tôi ác. Cô... sao cô lại... Tôi biết cả rồi. Tôi, cô và các cô gái khác nữa đều giống nhau. Yêu nhầm người. Tôi xin lỗi. Lau giọt nước mắt đi. Bây giờ tôi và cô sẽ đi trừng trị kẻ sợ khanh đấy. Ý cô là... Này, tình hình dạo này với em Tiểu Thư như thế nào rồi? Mày yên tâm, tao sắp thành công rồi. Bố em ý, tao còn lừa được cơ mà. Tao sắp thăng chức rồi đấy. Ui, để lúc đấy nhá, đừng có mà quên anh em nối khố này đấy. Yên tâm, tao đã nghĩ sẵn một vị trí cho mày rồi. Cái gì? Thật á? Dĩ nhiên. Tao đã bao giờ nói dối mày cái gì chưa? Alo? Anh, bố nói là đã quyết định thăng chức cho anh lên trưởng phòng rồi đấy. Thật á? Vâng, bố nói với em là báo cho anh để anh chuẩn bị tâm lý. Thằng ơi, tao sắp thành sếp rồi, tao thành công rồi. Thật đấy hả? Ừ. Ý, thế thì phải làm hớp nước cho ngọt giọng của làm sếp chứ. Alo. Là em đây. Em đang đứng trước cửa nhà bạn gái anh, tên là Linh nhở? À mà, nghe nói bố cô ta là giám đốc nơi anh đang làm việc đúng không? Cô làm cái gì đấy? Còn sao nữa, tôi sẽ gọi điện cho gia đình bạn gái anh để biết về bộ mặt thật của anh. Trong điện thoại tôi vẫn còn lưu tin nhắn với cả ảnh của chúng mình đây này. Nói đi, cô muốn gì? Trả lại cho tôi tiền nuôi anh 5 năm ăn học với cả phí thanh xuân tôi đã hy sinh cho anh. Được. Cô muốn bao nhiêu? 5 năm, anh nhân với từng ấy tháng. Mỗi tháng tôi đưa cho anh 5 triệu. 300 triệu, với cả 100 triệu phí tổ thanh xuân. Cô... Sao? Anh có trả không? Trả. Tôi trả. Thắng, bây giờ tao chỉ có 200 triệu thôi. Mày có thể vay thêm tiền cho tao. Tao muốn yên vụ này. Tao á? Ừ, mày yên tâm đi. Tao hứa sẽ trả mày thật nhanh. Với lại, tao đã lo cho mày một vị trí rất tốt rồi. Đi mà, được không Thắng? Đi. Thôi được rồi. Chuyển rồi. Tiền đã nhận được rồi, bây giờ tới lượt phải cho anh ta một bài học. Yeah! Chào giám đốc ạ. Hôm nay cháu xin phép đến để nhận việc và giới thiệu luôn cho bạn cháu ạ. Dạ, cháu chào giám. Này, tại sao em lại ở đây đấy? Bố tôi đã nói anh bị đuổi việc. Anh hãy cầm đồ của mình và ra khỏi công ty ngay lập tức. Chắc em đang đùa anh đúng không? Thôi, đừng đùa anh như thế. Anh tưởng kế hoạch của anh thành công rồi à? Anh hơi bị coi thường chúng tôi rồi đấy. Cô! Không phải là ai cũng dễ lừa như là anh nghĩ đâu. Những gì anh đang nhận xứng đáng với những gì anh làm. Linh, em nghe anh giải thích đã. Anh không cần phải nói thêm gì cả. Anh càng nói, tôi lại càng ghê tởm hơn bộ mặt của anh. Đoạn hội thoại của anh và anh ta tôi đã ghi âm hết cả rồi. Và nếu mà anh dám dở trò ấy, tôi sẽ công bố rộng rãi hình ảnh của anh và đoạn ghi âm này. Anh còn đứng đấy làm gì? Cút mau! Thế còn 200 triệu của tao.